Rồi nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây dúi hay còn gọi là hòn anh mọc nha. Cây đã sống khỏe rồi. Cây một cốt phong thiên nhiên luôn. Cây này cũng khá là to nha. Rồi cây này có mã số là 723, hoành gốc là 95, cây cao là 114. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 90 nha. Cây này nếu nhà mình ưng ý thì cứ inbox cho Sơn theo số điện thoại là 0911 470 409 luôn nha. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Cây này thì sống rất là khỏe rồi, rễ quá nhiều rồi. Này, rễ nó ra ngoài tới cái dành đây luôn rồi. Đây. Nên là mình yên tâm luôn. Nếu mà gần gần á, thì mình xếp luôn chậu, còn mà xa xa thì mình nhổ chậu bình thường, tại vì rễ này coi nó ăn ra đây nè, nè lên mặt đây luôn rồi. Nè, có mấy cò quái nè. Có mấy cò quái rất đẹp. Cây rất là khỏe luôn nha. Hòn anh mọc. Cái này về mình đánh form thiên nhiên là tuyệt vời rồi. Đế trải luôn. Cây này là không có rễ chuột nha. Nó không, nó có rễ bàng không thôi. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn. Cái này cũng tương đối to nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.